Vâng, em tiếp tục có thêm một con loa Bioner kiểu kiểu như nơi hôm trước về cho quý vị nhé. Đây con này là con gì đây? XWF06 là loa Digital Wireless Speaker System nha, tức là loa không dây. Loa không dây nhưng mà cái con này về thì nó không còn cái cục kết nối không dây của nó thì nó đang không có. Đấy thì em bán cái loa này không, như quý vị về nghiên cứu thử nhá, thử chế cháo, thử độ dây vào đây để phát nhạc xem như nào nhá. Đây. Đây nhá, quý vị thấy này, con này là có nguồn riêng luôn và khi bật vẫn còn đến nguồn bình thường. Thấy quý vị thấy không ạ? Nguồn bình thường luôn nhá. Đấy. Thương hiệu của loa đến từ Bioner nhá. Đây, đây là một cái loa nhá. Loa wireless nhá, đây. Tại sao em lại nói đây là loa? Đây. Digital Wireless Speaker System đây, Digital Wireless ở đây là không dây đúng không ạ? Âm thanh kỹ thuật số không dây, speaker đây là loa rồi đúng không? Loa system đây là hệ thống loa không dây kỹ thuật số đấy vậy nhá. Đấy. Cái điện vào đây. Đấy. Chính vì thế mà đây là một con loa nhá. Loa. Đấy. Quý vị về mua về có thể là mua về trưng bày, hoặc quý vị ai thích chế độ, thích nghịch ngợm thì có thể lấy con này về thử câu dây điện thoại vào đây để phát nhạc thử xem nhá. Thì con này em bán cho quý vị giá là 450.000. Đấy, quý vị nào ai có nhu cầu liên hệ nhé. Số điện thoại bên em là 0966 56481. Đấy, con này trong này nghiên cái công suất, nguyên cái các cái nguồn nghiếc của nó trong này đã bao tiền rồi. Đấy, còn cả loa nghiếc nếu thích thì về lấy hai cái loa của nó ra chế độ nó cũng quá ok rồi nhé. Đấy, thừa tiền cái chỗ tiền 450.000 rồi. Đấy, ok nhé, em xin kết thúc video đây và xin gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo bên em. Vâng, xin chào quý vị, xin gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Còn quý vị nào không tin thì xin mời lên mạng tìm hiểu con Bioner này. Con này bây giờ thị trường cực kỳ ít, cực kỳ hiếm luôn nha. Con rất hiếm và nếu như có về thì nó phải rơi khoảng 2 triệu một bộ này. Đấy, chỉ một cái loa này và một cái bộ phát sóng kia thôi. Nhưng mà thôi cái loa này có mỗi cái này về thì bán thế thôi nhá. 450. Em xin chào quý vị nhá. Lần này em chào thật nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị sau những video tiếp theo bên này. Vâng.